Xin chào các em. Như vậy, ở video trước thầy đã quay cho các em phần lý thuyết của bài số 2, cách ghi số tự nhiên. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục quay video của phần bài tập bài số 2. Và để cho các em dễ theo dõi thì với mỗi bài thầy sẽ làm gì? Quay một video cho phần lý thuyết và quay một video cho phần bài tập. Được không nào? Chúng ta sang bài 1.6. Cho các số sau. Thầy có số 27.501. Đây, cho các số này các em. Và đề bài yêu cầu là chúng ta đọc mỗi số sau. Bài số đầu tiên. Hàng gì nào? Đơn vị. Hàng chục. Hàng trăm. Hàng nghìn. Chục nghìn. Vậy thì ở đây ta sẽ có được là 27.501. 27.000. Năm trăm linh một hoặc là 501 gì cũng được các em nhé. Số tiếp theo. Tương tự, hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, chục nghìn, trăm nghìn. Như vậy sẽ là 106.712. 106.712. Được không nào? Tiếp tục, thầy có số tiếp theo. Tương tự như thế. Hàng gì? Đơn vị này. Chục, trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn và triệu. Vậy thì thầy sẽ có là 7.111.385. Đúng không nào? 7.111.385. Đấy, 385. Số cuối cùng. Tiếp tục chúng ta cùng xác định như thế. Đơn vị chục, trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn, triệu, chục triệu, trăm triệu, tỷ. Như vậy từ đây ta sẽ có được là 2 tỷ, đúng không nào? Đây. 2 tỷ. 2 tỷ 915 triệu. 915 triệu. 915 triệu. 404.000. 267. À, 267. Thầy đi ghi nhầm. Câu B. Chữ số 7 trong mỗi số đã cho có giá trị là bao nhiêu? Thầy ghi lại số đầu tiên. Đơn vị chục, trăm, nghìn. Như vậy thì số 7 ở hàng hàng gì các em? Ở hàng nghìn và có giá trị bằng hàng nghìn thì chúng ta sẽ nhân với mấy nào? À, sẽ nhân với 1.000. Vậy tức là 7 nhân 1 1.000 và bằng 7.000. Tương tự như thế, ta có số thứ hai. Đơn vị chục, trăm. Vậy thì số 7 này ở hàng hàng trăm. Số 7 ở hàng trăm và có giá trị bằng hàng trăm thì chúng ta sẽ lấy 7 này ta nhân với 100 và sẽ có giá trị là 700. Được không nào? Rồi. Tương tự như thế.
Chúng ta có số tiếp theo. Đơn vị chục, trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn, triệu. Vậy thì số 7 này sẽ ở hàng hàng triệu. Ở hàng hàng triệu. Và có giá trị bằng, giá trị bằng gì? Triệu thì chúng ta sẽ lấy 7 này ta nhân với 1. 1 triệu đúng không nào? Đấy, thì sẽ bằng 7 triệu. Được không các em? Rồi. Tiếp tục số cuối cùng. Đúng không nào? Vậy thì số cuối cùng này, số 7 này sẽ ở hàng đơn vị. Số 7 ở hàng đơn vị. Và có giá trị bằng hàng đơn vị thì chúng ta sẽ nhân với bao nhiêu? Sẽ nhân với bao nhiêu? 7 nhân 1 và sẽ bằng 7. Được không các em? 1.7. Chữ số 4 đứng ở hàng nào trong một số tự nhiên nếu giá trị của nó bằng? Như vậy ở đây thầy hướng dẫn trước này. Chúng ta có 400 thì có phải bằng 4 x 100 đúng không nào? Vậy thì nó sẽ đứng hàng gì? Hàng trăm. Đúng không? Tương tự ở câu B, 40 sẽ bằng 4 nhân với 10 thì nó sẽ đứng ở hàng hàng chục. Và câu C, 4 sẽ bằng gì? 4 nhân 1 thì ở hàng gì các em? Hàng đơn. Hàng đơn vị. Được không nào? Rồi, chúng ta ghi như sau. Chúng ta ghi như sau. Câu A. Chữ số 4 có giá trị bằng 400. Khi nó đứng ở hàng hàng trăm, thầy đã nói bên trên rồi. Được không nào? Tương tự như thế. Chữ số 4 có giá trị bằng 40 khi nó đứng ở hàng hàng chục. Và tương tự như thế, câu C. Chữ số 4 có giá trị bằng 4 khi nó đứng ở hàng đơn vị. Được không nào? Đấy. Được không các em? Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ sang 1.8. Đọc các số la mã sau. Ở đây thằng này số mấy? Số 10. Số 10 với lại đây là 4 đúng không nào? Đấy, thì thằng này sẽ là 14. Được không nào? Đấy. Mười, 14. Được chưa? Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ có thằng này sẽ là gì? 10 với 5 15, 15 với 1 là 16. Được không nào? Tiếp tục. 10 20 với 3 là 23. Thì đây sẽ là 20 23. Dễ đúng không nào? Rồi, tiếp tục chúng ta làm 1.9. Viết các số la mã sau. 18 18. Thì 18 ở đây thì nó sẽ được gì? Ghép bởi 10
và số 8. 10 với 5 là 15, 15 với 3 sẽ là 18, được không nào? 25 thì nó sẽ được ghép bởi gì? 10 với 10 là 20, 20 với 5 sẽ là 25, được không? Rồi, thầy giảng rất chậm rồi nha. Tiếp tục, chúng ta sang 1.10. Một số tự nhiên được viết bởi 3 chữ số 0 và 3 chữ số 9 nằm xen kẽ nhau. Nằm xen kẽ nhau. Đó là số nào? Vậy thì ở đây thầy có gì? Ở đây thầy có 3 số 0 và thầy có 3 số 9. Điều kiện của đề bài là gì các em? Là phải viết sao cho nó xen kẽ nhau. Như vậy, rõ ràng chúng ta có được gì? Chúng ta có được gì các em? Từ trái sang phải thì số 0 này không thể đứng đầu tiên, được không nào? Chúng ta không thể viết như thế này. Đây cũng là xen kẽ này. Đấy, 0, 9, xen kẽ 0, xen kẽ 9, xen kẽ 0, xen kẽ 9. Nhân thằng này không được. Vì số 0 từ trái sang phải nó không được đứng trước. Chính vì thế nên ta sẽ có được gì nào? 9, 0, 9, 0, 9, 0. Được không nào? Đây, ta sẽ có được số này. Vậy thì chúng ta trả lời vào. Một số tự nhiên. Số tự nhiên viết bởi 3 chữ số 0 và 3 chữ số 9 nằm xen kẽ là gì nào? 9 0 9 0 9 0, được chưa? Chúng ta đến với bài 1.11. Dùng 3 chữ số 0, 3, 5 viết một số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau. Chúng ta có số 0 này, số 3 và số 5. Người ta yêu cầu chúng ta viết số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau, mà chữ số 5 có giá trị là 50. Vậy thì giả sử thầy có số tự nhiên có 3 chữ số này, mà chữ số 5 có giá trị là 50 thì nó sẽ nằm ở hàng nào các em? Nó sẽ nằm ở hàng chục. Vậy số 5 sẽ nằm đây, được không nào? Rồi, tiếp tục, chúng ta còn lại hai số là số 0 và số 3. Vậy thì số 0 không được phép nằm ở đầu tiên từ trái sang phải, đúng chưa? Vậy thì chỗ này sẽ là số 3 và số 0 sẽ nằm cuối cùng. Hiểu không các em? Như vậy thì chúng ta sẽ có, vậy số cần tìm là ba trăm năm mươi, được không nào? Thì nó sẽ thỏa mãn cái yêu cầu của bài toán là số 5 đứng ở hàng chục và có giá trị là 50. Tiếp tục bài 1.12, thầy vừa đọc đề, thầy vừa tóm tắt các em nhé. Trong một cửa hàng bánh kẹo, người ta đóng gói kẹo thành các loại, mỗi gói có 10 kẹo. Mỗi gói tức là một gói có 10 kẹo. Mỗi hộp có 10 gói, một hộp sẽ là 10 gói. Vậy thì ở đây các em thấy này, một gói là 10 kẹo, vậy thì 10 gói, một hộp 10 gói, vậy 10 gói này ta sẽ có được là 10 nhân 10 thì sẽ ra 100 kẹo. Đúng không nào? Như vậy một hộp ta sẽ có là 100 kẹo. Tiếp tục. Mỗi thùng có 10 hộp. Vậy thì một thùng sẽ là 10 hộp. Một hộp bao nhiêu các em? Một hộp 100 kẹo. Vậy thì 10 hộp sẽ là 10 nhân với 100 thì sẽ bằng 1.000 kẹo. Đúng không nào? Đấy. Một người mua 9 thùng, 9 hộp và 9 gói kẹo. Hỏi người đó mua tất cả bao nhiêu kẹo? Rồi, thầy và các em sẽ đi giải quyết bài toán này. Như vậy đầu tiên, để cho đơn giản thì chúng ta sẽ tính một hộp có số kẹo là. Một hộp có
số kẹo là bao nhiêu? Một hộp là 10 gói như thầy đã tính ở trên rồi, thì tức là 10 x 10 sẽ là 100 kẹo, không nào? Tương tự như thế, thầy đi tính một thùng có số kẹo là 10 nhân với lại 100 thì sẽ bằng 1.000 kẹo. Được không nào? Đấy, bằng 1.000 kẹo. Người ta mua gì? Đây, các em xem lại đề bài. Một người mua 9 thùng, 9 hộp và 9 gói kẹo. Hỏi người đó mua tất cả bao nhiêu kẹo? Mua 9 thùng, 9 hộp, 9 gói kẹo thì có tất cả số kẹo là, thì có phải ta sẽ lấy gì các em? 9 thùng này, một thùng có 1.000 kẹo này thì sẽ nhân với 1.000 cộng với 9 hộp này, một hộp có 100 thì sẽ nhân với 100 và 9 gói kẹo và một gói là 10 kẹo thì sẽ nhân với 10 thì sẽ bằng gì? 9.999 kẹo. Được không nào? Rồi, thế thì tiết sau chúng ta thầy sẽ quay cho các em bài số 3. Các em xem trước bài số 3 nhé.